Chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ đập hộp một sản phẩm, đấy là một chiếc ốp mình mua ở trên Shopee với giá là 6.000 đồng giảm giá. Bây giờ bọn mình sẽ cùng xem là chiếc ốp này có đẹp hay không nhá. Nếu mà dùng được thì mua tiếp, mà nếu không dùng được thì vứt vào thùng rác. Hoặc là nếu ai thích thì để lại comment mình sẽ tặng luôn. Ok. Nào. Các bạn mà muốn mua thì mình sẽ để lại link các bạn mua sắm ở trên Shopee nha. Sản phẩm này là mình không bán, mình chỉ tặng thôi. Ôi, một chiếc ốp trong mọi người ạ. Đúng là sản phẩm giá 5.000 đồng. Mọi người thấy có đẹp không? Cái tem. Ok, bây giờ để mình thử vào điện thoại của mình xem. Đây, hôm trước mình đã mua chiếc ốp này cái giá hình như là 9.000 thì phải. Chắc là 9.000, đúng là có giá hơn là 5.000 rồi, mọi người thấy không? Đấy, khác biệt là như này đây. Mình sẽ lắp cho mọi người cùng xem nha. Dịu thấy chiếc ốp này có đẹp không em? Nhìn xịn sò hơn. Nhìn xịn sò hơn đúng không? Còn chiếc ốp này trông nó mang cái tầm vóc của sự rẻ rách hơn đúng không? Nhưng mà nếu bạn nào thích rẻ rách thì liên hệ với mình nhá. Mình sẽ tặng cho mọi người chiếc đó. Còn nếu mà ai thích chiếc này thì mình cũng tặng luôn nhá. Free luôn nhá. Mỗi tội các bạn chịu ship nhá. Cảm ơn mọi người. Bye bye.